Kính thưa các bạn, đây là hình ảnh của cái máng để thức ăn cho đà điểu ổ con, và đây là cái cám, gọi là cám úm đà điểu. Thì đây là cái mô hình ở trại nhân giống ở thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì. Thì chỗ này là khoảng một chuồng hơn 100 con. Đây là cái bóng úm của vườn. Đây là con đà điểu. Con đà điểu này đã được đúng một tuần tuổi. Quý vị và các bạn có thể liên hệ cho cơ sở cung cấp giống trực thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cái số điện thoại liên hệ là 01 63 53 05 982, để được đặt những con đà điểu giống chuẩn nhất, đã được tiêm phòng, đã được nhỏ vaccine và đã hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật. Các bạn ở các tỉnh khác yên tâm mua ở cơ sở bên mình thì sẽ không bị hao hụt đầu con và sẽ được tư vấn kỹ thuật tốt nhất. Thì giá giống đà điểu ở đây thì nó sẽ tính theo từng ngày, nó sẽ dao động từ 1,5 triệu đến hơn 2 triệu tùy vào ngày tuổi. Quý vị các bạn có thể liên hệ 01 63 53 05 982. Đây là cái máng uống nước, và các bạn nên úm bằng bạt như thế này, thắp bóng nhiệt để giữ nhiệt độ cho đà điểu. Thì đây là đeo mã số này, rất là thân thiện. Con đà điểu này các bạn nuôi 3 tháng đầu các bạn phải úm rất là cẩn thận, giữ được nhiệt độ cho chúng và tránh cái việc chạy mặt phẳng gồ ghề, bị gãy chân. Khi mua giống thì các bạn nên chọn những con không bị khỏeo, đặc biệt là sau 7-8 tháng thì chúng ta có thể là xuất chuồng bán. Bên mình cũng sẽ hỗ trợ cái con giống, và nếu như các bạn nuôi trưởng thành thì bên mình sẽ nhập lại để xuất thành thương phẩm bán thịt. Nếu các bạn trở về khu vực Ba Vì thì chúng mình sẽ nhập đà điểu thịt cho các bạn. Nhưng các bạn cứ nuôi đi. Nhưng mà các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những video về con đà điểu giống và hướng dẫn kỹ thuật. Để các bạn có thể ấy, đây là con đà điểu. Chúng rất là thân thiện. Lông này.
Đây là những con mà chúng đang ngủ. Đây là những con đà điểu đã trưởng thành, chúng sẽ khoảng 90 cân đến 181. Các bạn chỉ cần quay lưới như này, làm rất đơn giản thôi, xây tường bao, có những cái tán cây. Đó bằng gì? Luôn như võ công. Thế là đây xuống Xuân Mai xong là lên xe là đi thẳng về mình luôn đúng không? Lên đường Quảng. Lên qua. Qua ra muộn mới hơi dậy sáng nay lên. Thùng này nó quy cách 10 con rồi mình đựng 9 con này. Như là cân, bọn này cũng quá. Như cân là 81 cân. Bọn này vẫn còn 81 cân.
sinh ra cái thùng này là nó phải dập riếp đẹp đẽ chẳng mụn quay lên thơm chiên chiên thì chỉ có vận chuyển đại điểu con. Thế ra có bọn hoa quả mua cái thùng này bỏ làm gì có mày khoét cái trông xấu. Nó còn có thảm nhưng giải sẵn ra gọi đưa cho đấy chị dùng không chồng đấy chị ra bao nhiêu chị nhỉ? 20 triệu 800 nhận 20 triệu 800 nhân lại đi ông chưa 28 triệu 500 mắt nhiều là điểu quá mệt. Ai à? Thế nào bây giờ? Anh Hùng Dung anh trở ra rồi. Hùng Dung đang vào đây. Anh vừa gọi. 18 con anh ạ. Đợt tàu Thanh Hóa ra đấy. 20 luôn. Kêu hay. Right.